Sâm Ngọc Linh Công Tum K5, thần dược đại ngàn hóa quốc bảo Việt Nam. Thật sự là mình cũng khá là buồn và rất là cay, rất là cay. Nữa tại vì kiểu bạn nữ không chọn mình nữa, nhưng mà nói đi cũng nói nghĩ lại là thật lòng mà nói thì bạn nữ với anh đầu bếp kia rất là hợp nhau. Nên là mình cũng chúc cho hai người đấy. Và nếu như là sau này ra ngoài kia bạn nữ với anh đầu bếp có một khúc mắc gì đấy thì mình cũng có một cái kế hoạch để trước mắt thì Cẩm Tú là một cô gái rất là xinh đẹp và kiểu đây là một cô gái mình nhìn thì thấy rất là đây là một cô gái khá là quan tâm đến người khác và đó là một điều mình rất cần ở bạn gái. Thường thì những cái về Tú và ban cố vấn chia sẻ về mình đó thì có một số điều là không đúng, tại vì đúng là bên ngoài kia thì mình có khá nhiều những cái bạn nữ xung quanh đó, nhưng mà khi mà mình có người yêu rồi đó, thì mình chỉ tập trung vào người yêu mình thôi. Nên là khi mà ban cố vấn nhận xét như vậy thì mình cũng khá là chạnh lòng ấy, nhưng mà biết sao giờ lúc đấy thì mình biết là mình đã thua rồi. Nên mình thấy thì đây là hai đối thủ khá là mạnh, nhất là anh đầu bếp, và như mọi người thấy thì mình thua anh đầu bếp rồi. Nên là mình nghĩ nói thẳng yêu thật sẽ là một cách yêu mới, vì mình cảm thấy là trong mối quan hệ thì cả đối phương lẫn mình đều nên nói thật hết những điểm xấu của nhau, điểm tốt của nhau để thấy là hai người có match với nhau hay không. Tại vì đối với mình á thì tin tưởng luôn là điều quan trọng nhất. Hiện tại mình đang rất là tiếc bởi vì cái bí mật đầu tiên của mình nghĩ đó là một cái bí mật nó dễ thương nho nhỏ thôi, nên là mình đã đưa nó lên đầu và chính nó đã làm cho mình vượt mất cái cơ hội để đến được với cô gái hôm nay. Mình cảm thấy rất là tiếc. Có vẻ là chị Harry Won, bởi vì cái tình yêu trước đây của mình thì cũng giống như chị Harry bây giờ. Anh Thành cũng đi suốt ngày lau những cái chai nước hoa cũng giống như là bạn gái cũ của em chăm đúng không? Bạn nữ chính hôm nay là rất là xinh. Bạn nữ chính này có chính kiến và bạn biết cái gì bạn thích và bạn biết cái gì bạn không thích. Nó là một cái show truyền hình mà nó rất là chân thật, bởi vì không có sự sắp xếp, và mình thấy là nó làm cho người ta nói thẳng được. Và khi mà hai người có thể đến với nhau thì người ta sẽ không bị bỡ ngỡ bởi vì những cái lời nói dối trên truyền hình. Mình thấy nói thẳng yêu thật là một cái tình yêu cần được lan tỏa trong giới trẻ hiện nay. Rất tiếc là mình vẫn chưa thể thể hiện hết được bản thân của mình, bởi vì mình bị loại cái vali đầu tiên. Mà chương trình này thì mình cảm thấy là sẽ làm cái chương trình rất là hay ho để cho những cái bạn thí sinh khi mà đã vào được những vòng trong thì sẽ thể hiện được hết mọi thứ về bản thân mình. Trong tình yêu các bạn hãy nói thẳng yêu thật giống như Minh Tiến nhé.